Sữa Aptamil Anh số 2 PROFUTURA hỗ trợ phát triển tiêu hóa, não bộ và khả năng nhận thức. Giai đoạn từ 6 tháng 12 tháng là khoảng thời gian bé bắt đầu giai đoạn ăn dặm. Làm quen với nhiều loại thực phẩm mới, nên vấn đề hỗ trợ tiêu hóa được quan tâm, đặc biệt giúp bé dễ dàng thích nghi hơn. Ngoài ra, sản phẩm bổ sung hàm lượng DHA rất cao giúp bé phát triển mạnh về thị giác, não bộ và khả năng nhận thức. Aptamil Profutura 2 đáp ứng hoàn hảo nhu cầu dinh dưỡng của bé trong giai đoạn 6 đến 12 tháng. Công dụng chính của sản phẩm: tăng sức đề kháng cho trẻ, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hấp thụ tốt, bổ sung các dưỡng chất cần thiết để trẻ phát triển khỏe mạnh trong giai đoạn quan trọng. Phát triển trí não tối ưu. Thành phần của sản phẩm: GOS, FOS 9.1 giúp trẻ phát triển hệ tiêu hóa khỏe, LCPS, DHA, AA là hỗn hợp các axit béo trong thành phần của sữa giúp phát triển trí não và thị lực của trẻ. Nucleotide giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ hệ miễn dịch đường ruột, các vitamin A, D, E, C, B1, B12, các protein, đạm, whey, và các khoáng chất. Đối tượng sử dụng sản phẩm được dành cho bé trong giai đoạn từ 6 tháng 12 tháng. Sai lầm, lưu ý khi sử dụng sản phẩm, không dùng nước khoáng để pha sữa vì trong nước khoáng có chứa canxi và natri nên khi pha cùng sữa cũng có thành phần này dễ dẫn đến dư thừa chất. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ, sau khi mở nắp dùng trong 4 tuần, sau khi pha chế chỉ nên sử dụng trong vòng 1 giờ. Giới thiệu về thương hiệu, Aptamil là một trong những sản phẩm của tập đoàn Danon Pháp, tập đoàn dinh dưỡng trẻ em số 1 châu Âu. Aptamil xuất hiện tại Đức năm 1968, được bán tại Anh từ năm 1983, thương hiệu đã nghiên cứu toàn diện về dinh dưỡng trẻ sơ sinh trong hơn 50 năm. Làm việc với hơn 215 nhà khoa học và công nghệ, chưa kể các chuyên gia y tế, các bà mẹ và các bà mẹ tương lai để hỗ trợ dành riêng cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Aptamil trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về dinh dưỡng trẻ sơ sinh và nguồn thông tin đáng tin cậy hỗ trợ cho các bậc cha mẹ bởi mục tiêu cố gắng sản xuất sữa chất lượng tương đương như sữa mẹ.